Sự hiện diện của tất cả quý vị đồng hương tại đây hôm nay làm
thể hiện cho bọn Việt dân cộng sản thấy rõ tinh thần đoàn kết của đồng bào hải ngoại trước sau như một, còn nước ngoài bắc, còn cộng sản, còn đấu tranh. Chân thành kính chào toàn thể quý vị. Đã đạo diệt cộng ba nước. Các ông làm chủ tất cả các xí nghiệp ở Việt Nam để làm giàu riêng cho các ông. Đó là câu hỏi ông đại sứ có can đảm trả lời với chúng tôi. Câu thứ hai của chúng tôi muốn nói với ông đại sứ của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tại sao dân nước ta Trung Cộng trong đó chúng tôi đã hy sinh trước 75 bao nhiêu chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã chống đỡ Tàu Cộng chiếm đoạt hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong lúc đó các ông chí ngang, chúng tôi muốn các ông có câu trả lời với chúng tôi và cho tất cả nhân dân Việt Nam. Tập tới nám Đảng Cộng sản Việt Nam phản quốc. Le Parti communiste vietnamien, cette note est lingua à la Chine. Non, non, non. Chiều dân sẽ